Dạ em xin phép kính chào con chị ạ. Thưa anh chị, hôm nay là buổi tối ngày 29 tháng 12 năm 2021. Em tên là Định ở Kon Tum, số điện thoại liên hệ là 0973 821 799 ạ. Thưa anh chị, hôm nay anh em họ đi rừng về được một số các cái mặt hàng của phong lan rừng, khu vực rừng Tu Mơ Rông, Kon Tum. Thì tụi em cũng xin phép làm cái video để giới thiệu đến con chị. Thì hôm nay bao gồm các cái loại như sau ạ. Đầu tiên là cái kiều ca mở gà con chị. Nói chung là cái loại này ấy thì thân nó hơi vuông, tuy nhiên vuông không có sắc cạnh, thì nói chung là cái nó sổ hoa thì nó lẫn lộn giữa mở gà với kiều cam của chị, cánh trắng hồng màu cam, đặc biệt là hoa nó xếp rất là dày trên cái chuỗi hoa của chị. Thì hôm nay thì hàng anh em họ lấy về rất là đẹp, thân già ít cực kỳ của chị, chủ yếu là thân tơ và thân lá thôi, hàng rất là đẹp của chị. Thì tụi em cũng chia ra các cái phần đó là con chị lựa chọn nó dễ dàng ạ. Tiếp theo là có một phần kiều cánh tua hay còn gọi là hoàng thảo tua của con chị. Thì cũng có một phần duy nhất bán phần này là 100.000 của chị. Và các cái phần kiều ca như lúc nãy tụi em giới thiệu thì giá và các cái phần cụ thể thì xíu nữa tụi em sẽ đi kỹ để con chị chọn cho nó dễ dàng. Tiếp theo là cái hoàng thảo long nhãn của chị. Cái dòng này thì hoa màu vàng, dạng dạng trầm. Và ở trong cái mắt nó có hai cái mắt màu nâu nâu của chị, cái loại tương đối nó đẹp. Hôm nay có một phần lỏng nhãn duy nhất thôi, 70.000. Tiếp theo cái thanh đạm ở chỗ em người ta gọi là thanh đạm nâu của chị, và thực tế là cái hoa nó ra nó cũng màu nâu nâu của chị, nâu kiểu nâu vàng của chị. Có một phần duy nhất thôi, tụi em bán 50.000. Tiếp theo cái có ba cái phần gấm Thượng Hải của chị. Thưa anh chị, nếu mà con chị chưa tìm hiểu kỹ cái dòng này thì xíu nữa tụi em sẽ mô tả kỹ cái dòng này để con chị chọn. Thì thực ra cái dòng này rất là hiếm thôi, tuy nhiên thì nó cũng thuộc cái họ của miệng kính của anh chị. Cái đặc điểm cái lá rất là dày này, và hoa thì đặc sắc rồi, hoa này cực kỳ đẹp luôn. Tụi em bán một phần thế này 130.000, dòng này thì nó hiếm đó con chị. Và tiếp theo cái hoàng thảo tam sắc anh chị. Cái dòng này dòng thân thân thông và hoa thì nói chung đẹp cực kỳ của anh chị. Hoàng thảo tam sắc hôm nay tụi em cũng có một phần duy nhất thôi, 120.000. Tức là cái tiểu hoàng đỏ. Tiểu hoàng đỏ là cái tên gọi ở chỗ khu vực chỗ em của chị. Nói chung là cái này hình như là cũng là họ của Giáng Thu em của chị. Hoa thì nó phát phát đứng chỉ thiên thế này của chị. Và hoa thì cực kỳ đẹp luôn. Hôm nay cũng có một phần duy nhất thôi, 180.000. Thì con chị về ghép một giờ lớn hoặc là chia ra 2 3 giờ gì cũng được con chị. Thì con chị liên hệ đặt hàng thì có thể gọi trực tiếp đánh cho bên em đến đầu số là 0973 821 799. Thì các đơn hàng nhà em thì chưa bao gồm phí ship con chị. Phí ship thì nó cũng tụi em gửi với đường bưu điện thì tụi em làm đồng giá thì mức giá nó cũng cũng rất hợp lý thôi. Các đơn nhỏ nhỏ thì tầm cỡ ship nhanh tầm cỡ 26.000 của chị. Các đơn lớn hơn thì tầm cỡ 35 40.000 gì đó. Tụi em giới thiệu trước cái kiều cam mở gà của chị. Thì đầu tiên này, cái kiều cam mở gà hôm nay tụi em có 6 cái phần kích cỡ cây nó giờ nó nhỏ nhỏ thế này của chị. Nói chung là giờ nhỏ thân giờ nhỏ, tuy nhiên không phải là tuyệt đối không phải là cái thân nó non của chị. Thì những cái này thì theo em nghĩ thì cái thời điểm mà nó phát triển nó lỡ lỡ cỡ của chị, thành ra nó mới ngắn thế này đó. Nhỏ và ngắn, và nói chung thân thì nó phát triển đầy đủ hết rồi, chứ không phải là cái dạng non đâu. Thân thì đặc điểm kiều cam mở gà thì nó thân nó hơi vuông, tuy nhiên vuông không chắc cạnh, tuy nhiên tuyệt đối là không phải là kiều kiều vuông của chị, này là kiều cam mở gà này đó. Thì tụi em chia ra 6 phần cái kích cỡ nó nhỏ nhỏ thế này, tụi em bán 90.000 phần đó. Thì cái hàng này con chị về ta về mua về ghép bằng gỗ lũa gì đó con chị thì nó sẽ rất là lợi. Một phần thế này tụi em bán 90.000, chủ yếu là thời giờ thân tơ thôi. Nói chung tụi em sẽ đi thử một phần đại diện cho 6 phần nhỏ nhỏ thế này con chị, bởi vì nó nhiều giờ quá thì tụi em tính nó mất thời gian con chị thôi. 1 này, 2 này, 3 về này, 4 về này, 5 6 này, 7 này, 8 này, 9 10 11 12 này, 13 14 về này, 15 này, 16 17 18 19 20 giây của chị. Thân nói chung những phần thế này thì thân tơ rất là nhiều rồi.
Em nghĩ thì khả năng cái này thì nói chung là theo các năm thì em thấy nó vẫn ngắn ngắn thế này, em nghĩ rằng cũng có thể là cái giống nó ngắn của chị, bởi vì ví dụ như một chơi này theo em nghĩ thì nó phát triển cũng rất là nhiều năm rồi, thân già mùa trước nữa này, và mùa này nữa, nó dòng rất là ngắn. Đó, phần này tụi em bán 90.000. Đó, phần số 1 KMG. Tức là phần số 2 cũng vậy, hàng cũng hàng ngắn, tụi em có 6 phần hàng ngắn thế này. Cứ mỗi phần là 90.000. Đó. À, tầm cỡ trên dưới 20 giờ đều anh chị. Hàng thì tình trạng cây thì tươi rồi anh chị. Chung là bên em anh em họ đi rừng về họ bán trực tiếp anh chị. Thành ra cây thì con chị cũng cũng hết sức yên tâm. À, nói chung đảm bảo cho con chị. Thì hàng tới con chị kiểm tra hàng trước khi nhận và thanh toán của chị để cho nó hài lòng thỏa mãn của chị. Nếu đúng số hàng của chị đặt thì thanh toán và nhận, còn không thì thôi. Nói chung là em cũng làm rõ ràng và bán cũng nhiều lần rồi của chị. Phần số 2 là 90.000, một hàng ngắn này. Kiều KMG phần số 3 cũng vậy con chị. Cũng với giá là 90.000. Đó, con chị như thế này, con chị về ghép một cái bản lũa thì sẽ rất là dày và xâm xuê này. Số 3 90.000. Kiều KMG phần số 4 này. Phần này cũng tương tự thôi. Cũng 90.000. Đó. 90.000 thì nếu mà con chị chia ra thì có thể ghép thành hai bản cũng được con chị, một bản, hai bản thoải mái. Đó, phần số số 5 này cũng kiều cam hàng ngắn. À, 90.000. À, thì tụi em cũng xin phép nhắc lại, nói chung cái kích cỡ thì nó tầm như thế này con chị. Như thế này. Như thế này, nói chung tụi em muốn làm kỹ để con chị chọn cho nó tới nơi thì con chị đỡ cho nó hài lòng dở chứ hả? À, số 5 cũng 90.000. Kiều KMG phần số 6 này, cũng hàng ngắn cũng 90.000. Cũng tương tự các phần kia anh chị. Đây. À, 6 phần 1 2 3 4 5 6. 6 phần mỗi phần 90.000. À, tiếp theo cái cũng kiều KMG. À, hàng này thì nó dài hơn con chị. À, nó dài hơn. À, và tụi em cũng đánh theo mã. À, lúc này tầm từ 1 đến 6 thôi. À, phần số 7 này. Số 7 là 140.000. Đây. À, kích cỡ như này. Và cái này, cái phần này thì cũng rất là đẹp, chủ yếu là thân tơ thôi. 1 dề này, 2 dề này, 3 dề của anh chị, 4 dề này, 5 dề này, 6 dề này, 7 dề, 8, 9 dề. Thưa anh chị, 9 dề này tụi em bán với giá 140.000, chủ yếu thân tơ thôi. 140.000 phần mã số 7. Tiếp theo cái kiều KMG phần mã số 8 này, 130.000. Thì một phần này của anh chị. Xâm xuê, chủ yếu thân tơ thôi, kích cỡ này. Số 8 là 130.000, bao gồm có đó 1 dề này, 2 dề này. Thân thì nói chung là mập và nó hơi vuông của chị. 3 dề này, 4 dề, 5 dề này, 6 dề này, 7 dề này, 8 dề này, 9, 10, 11 dề. 11 dề là 130.000, kiều KMG số 8. Tức là kiều KMG phần số 9, phần này 130.000 luôn. À, bao gồm có là 1 dề này, 2 dề này, 3 dề, 4 này, 5 này, 6 này, 7 dề này, 8 dề này, 8 dề này. Thân mập của anh chị. Nếu nghĩ tôi anh chị cái kiều cái mùa này thì cái mắt nó cũng đã sưng sưng rồi con chị. Đôi khi Tết thì hoặc là qua Tết xíu là con chị có thể ngắm hoa. Cái đặc điểm của cái kiều KMG chỗ em thì nở hoa nó cũng rất là sớm của chị, nó tương đương với cái kiều vuông của chị. Đôi khi nó cũng có thể nó trúng Tết con chị, đôi khi thôi. Đa số thì tầm cỡ Tết nguyên tiêu mới có của chị, rằm tháng giêng á. Mới rộ hoa cái loại này. Số 9 là 130.000. Kiều KMG phần số 10 này, phần này cũng 130.000. Bao gồm có 1 dề này. 1 dề đây của anh chị. Thế là giờ số 2 này. Giờ số 3 này, giờ số 4 này, giờ số 5 này, thân cực kỳ mập luôn. Giờ số 6 này, giờ số 7 này, giờ số 8 này, giờ số 9, giờ số 10 này. Đây, 10 giờ thế này, con chị ghép một chậu rất là xum xuê và thân tơ cực kỳ nhiều luôn. 160 lần 130.000. Tiếp cái kiều KMG phần số 10 giờ 11 của đây con chị. Số 11 là cũng 130.000, kích cỡ đây. À, bao gồm có nó 1 dề này, cái dề số 2 này, dề số 3 này, dề số 4 này, dề số 5 này con chị, dề số 6 này,
giờ số 7 này. Giờ số 8 này. À, 8 giờ này tụi em bán 130.000. Nói chung các cái phần nó xem nó cũng tương tự thôi anh chị. Nhưng tụi em quay muốn quay kỹ thế này thôi chứ thực ra tụi em cũng chia nó cũng tương đối nó đồng đều luôn anh chị. Số 11 130.000. Thứ cái kiểu camera phần số 12 170.000. À, kích cỡ đó này anh chị. Cái phần này nó dài hơn các phần kia tí. À, và phần này thì cũng cực kỳ nên nó thân tơ nhiều. À, 1 giờ này. À, chủ yếu thân tơ luôn anh chị. Chủ yếu thôi. À, 2 giờ này. À, 3 giờ này. Thế là giờ số 4 đó anh chị. À, giờ số 5 này. À, giờ số 6 này. À, giờ số 7 này. À, giờ số 8 này. À, 8 giờ này. Tôi bán 170.000 của anh chị. Cái kiểu camera phần số 12, 170 này. Cái kiểu camera phần số 13. À, phần này 160.000. À, kích cỡ dài. À, 160.000 số 13 này. À, gồm có 1 giờ rồi anh chị. Thế giờ số 2 này. À, giờ số 3 này. À, giờ số 4. À, 4 giờ này của anh chị. Tôi bán 160.000. Đây. 160.000 nói chung là thân rất là mập. Và thân da thì ít lắm chị. Tụi em cũng cắt tỉa hết. Thành ra con chị mua về chắc chắn là ghép sẽ đẹp cái rất là thẩm mỹ. 160.000. À, kiểu camera phần số 13. Thế kiểu camera phần số 14. Phần này tụi em bán 160.000 ạ. À, kích cỡ này. À, 160.000 số 14 bao gồm cả 1 giờ đấy con chị. À, tiếp theo giờ số 12 này. Số 13 này. À, số 3 em xin lỗi ạ. Số 4 này. Số 5 này. Số 6 này. Thân thì nói chung hầu hết các cái thân đều rất là mập vậy. Phần này 160.000. Số 14. Tiếp cái kiểu camera phần số 15 này. Phần này tụi em bán 160.000. À, kích cỡ đây anh chị. Bao gồm cả 1 giờ này. Tiếp bây giờ số 2 đây anh chị. Giờ số 3 này. À, giờ số 4 này. À, giờ số 5 này. À, giờ số 6 này. Giờ số 7 này. Phần này là 160.000. 160.000. À, phần này cũng rất đẹp. 160.000 số 15. Nếu kêu camera phần số 16. À, phần này tụi em bán 120.000 của chị. À, gồm cả 5. 1 giờ này. À, 2 giờ này. À, 3 giờ này. À, 4 giờ này. À, 5 giờ này. À, 6 giờ này. Không, cái tụi anh chị cái chủ yếu là bán phần này thôi. Phần này thì nói chung cái giờ này thì cái thân của chị về lấy mầm gốc này. Thật ra cái thân này thân đã có ho rồi con chị. À, phần này 120.000. Số 16. Thế kêu camera phần số 17. Này. Phần này 130.000. 130.000 kích cỡ đây con chị. 130.000 thì bao gồm cả 1 giờ này. À, giờ số 2 đây. À, giờ số 3 này. 3 giờ này, 130.000, kiểu camera số 17. Tức là cái phần kiểu tua của anh chị. Thằng này là kiểu cánh tua. À, nói chung là khác với kiểu môi tua của người Bắc anh chị. Cái này thì nó phân bố nhiều hơn ở Tây Nguyên này. Còn cái môi tua kia là nó phân bố ở ngoài Tây Bắc nhiều hơn. À, thằng này 100.000. Thì nói chung cũng khá là nhiều của anh chị. À, phần này tụi em bán 100.000. À, kiểu cánh tua 100.000. Tiếp theo cái lông nhãn hôm nay thì anh em họ lấy về cũng cực kỳ đẹp luôn. Chủ yếu thân tơ thôi. Này thì cũng có 1 giờ này, 1 giờ này. À, giờ 1 giờ này từ 5 6 thân tơ luôn cô chị. À, và các cái giờ nó ngắn hơn, 1 này. À, 2 giờ, 3 4 này, 5 này. 6 7 giờ nhỏ hơn nữa. À, phần này tụi em bán 70.000. Hoàn thành lông nhãn của chị. Đây, lông nhãn phần này 70.000. À, tiếp theo cái thanh đạm của chị. À, thanh đạm này thanh đạm nâu của chị. À, gồm có 1 giờ này. À, tiếp theo giờ số 2 đây của chị. Đây nếu con chị cái quà mùa vừa rồi đây của chị. À, con chị muốn biết chính xác thì xem qua có thể đối chiếu được cái họ cụ thể của nó. À, thanh đạm dòng này ho cũng cực kỳ to này. Tuy nhiên ho nó màu nâu nâu của chị.
chỗ em người ta họ gọi thanh đạm nâu 50.000. Cái phần thanh đạm này gồm có 2 dây thanh đạm và một số số cây nữa, cây hình như hàm lăng hàm lích gì đấy con chị. À, phần này bán 50.000. Tiếp theo cái ba cái phần gấm thượng hải con chị. Cái này thì như lúc này tụi em đã mô tả thì thuộc cái dòng miệng kính, và miệng kính thì nó có rất là nhiều cái chủng loại con chị. Thì cái này gấm thượng hải, người ta đặt tên là gấm thượng hải con chị. Cái này thì nói chung rất là trong tự nhiên thì bữa nay nó ít rồi con chị. Một số nơi người ta bán tầm một cây này tầm người ta 5-7 bức nghìn con chị. Em thấy nhiều cái kênh họ bán rất là đắt con chị. Tuy nhiên thì tụi em cũng cố gắng cũng nó giá nó mềm mềm tí con chị, 130.000 phần thế này. Thì bao gồm có nó một cây này, 2 cây này, 3 cây đây con chị, cái số 4 này, cái số 5 này, cái số 6 này, cái số 7 này. 7 cây gấm thượng hải này là số 130.000. Thế cái gấm thượng hải phần số 2 này 130.000. Bao gồm có 1 cây ạ. 2 cây này, 3 cây này, 4 cây này, 5 cây này, 6 cây. 6 cây này tụi em bán 130.000 số 2. Thì gấm thượng hải phần số 3 phần này cũng 130.000 luôn. Bao gồm có 1 cây ạ. 2 cây này, 3 cây ạ. 4 5 cây này, 6 cây này, 7 cây này. Phần này 7 cây, tụi em bán 130.000. Tiếp theo cái hoàng thảo tam màu sắc con chị, cái dòng này thăng thông và hoa nó màu tím. Trong cái con chị có thể tra Google cái dòng này hoa rất là to con chị và đẹp. Nói chung hoa nói chung xếp rất là dày vào cái thân này. 120.000, phần cũng khá là nhiều con chị, có thể con thể chia làm 2 giờ là ghép luôn. Một phần này. Thân thì dài hơn cái phần này. Phần này ví dụ như phần này thì cũng khá là nhiều giờ này. Con chị về ghép được một chậu này. Và cái hàng ngắn này thì con chị cũng về ghép một chậu riêng nữa. Đây, hai phần này tụi em bán giá 120.000. Như thế này 120.000 của chị. Tiếp cái tiêu hồng đỏ. Thì tiêu hồng đỏ thì cũng cái tên chỗ em người ta họ thường gọi thôi. Thực ra thì nó cũng họ hàng của trắng thu của anh chị. Hoa thì chi thiên. Và hoa thì cũng rất là dày, màu hoa nó màu tím của anh chị. Gồm có một cây này. Tiếp theo cây số 2 này của anh chị, cây số 3 này, cây số 4 này, cây số 5, số 6 này, số 7 này. Cây số một chùm luôn anh chị, 7 8 9 gì đó. 10 này, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, cái gì đó con chị. Nói chung cái đóng này con chị về ghép có thể một chậu đến 2-3 chậu thì cũng được con chị. Tùy vào cái con chị thích số lượng nhiều xâm xuê thì con chị ghép một chậu. 180.000 cái tiêu hồng đỏ này. Thì buổi tối hôm nay thì bên em cũng được một số các loại phong lan rừng của khu vực rừng Tu Mơ Rông thì cũng giới thiệu với cô chị, cũng rất là mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của anh chị ạ. Em cảm ơn cô chị rất nhiều và xin kính chúc cô chị có một buổi tối thật nhiều niềm vui ạ. Em cảm ơn ạ.